Anh từ từ, kẻo nghẹn. Bảo bối, chịu khổ rồi. Con biết mà, mẹ nhất định sẽ tìm được con. Ăn xong mẹ dẫn con đi mua quần áo mới. Vâng. Mẹ con ăn xong rồi. Cửa hàng này đi, trông cũng được đấy. Ăn mặc lôi thôi. Miễn tiếp. Mở cửa làm ăn. Còn kén chọn khách hàng. Các người mua nổi không? Mẹ, hay là chúng ta đổi cửa hàng khác đi. Không đi đâu hết. Được. Khách tự đến, tội gì không tiếp. Nhưng mà quần áo ở đây rẻ nhất cũng phải trên 10.000 tệ. Các người mua nổi không? Dù đắt bao nhiêu cũng mua nổi. Đeo bao giày vào, đừng làm bẩn sàn nhà của cửa hàng. Thôi mẹ, mình đổi cửa hàng khác đi. Ở đây một bộ đồ bằng mấy tháng thu nhập của chúng ta. Bảo bối, chỉ cần con thích, mẹ đều mua cho con. Cô làm gì đấy? Con đánh người. Ai bảo cô xem thường người khác? Các người, cút ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi. Ai đấy? Dám gây rối ở cửa hàng tôi. Quản lý, hai đứa nhà quê này đánh người. Đánh người? Cô đánh người của tôi. Đau lắm đấy. Không có. Là cô ta đuổi chúng tôi ra ngoài. Vậy các người đến đây làm gì? Đi dạo cửa hàng thời trang. Còn làm gì được nữa? Xin lỗi nhé. Quần áo ở cửa hàng chúng tôi đều là hàng cao cấp. Nếu có khách hàng nào làm rơi quần áo lại không có tiền mua thì rất khó coi, đúng không? Ai nói chúng tôi không mua? Hai tên nghèo kiết xác. Các người mua nổi không? Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Nói chuyện kiểu gì thế? Sao lại đuổi khách thế này? Nhỡ đâu người ta mua được thì sao? Mời vào trong. Đợi đã. Tôi nói trước với hai người nhé. Quần áo ở đây chúng tôi giá cả đều rất cao. Nếu hai người làm hỏng phải bồi thường theo giá gốc đấy. Không cần ngươi bận tâm. Cứ tự nhiên xem đi, xem cái nào con thích. Mẹ ơi, đẹp quá. Thích không? Rất thích. Đi thôi. Tổng cộng 90.000 tệ. Quẹt thẻ hay tiền mặt? Quẹt thẻ. Sao? Không có tiền hả? Mẹ sao vậy? Không có tiền cũng không có thẻ sao? Ra ngoài vội quá, quên mang rồi. Hay là cô thật sự không trả nổi tiền hả? Lột đồ cô ta ra cho tôi. Người dám? Đồ nghèo kiết xác, dám đánh tôi hả? Mua đồ không trả tiền còn đánh người. Xem chị đây trừng trị cô thế nào. Dừng lại.
Duẫn tiểu thư, sao cô lại đến đây? Duẫn Mạn, thiên kim đệ nhất hào môn Hải Thành. Tôi không đến thì các người mất mạng thế nào cũng không biết. Vị này là ân nhân cứu mạng của tôi, cô ấy lấy mạng các người còn dễ hơn bóp nát con kiến. Vào trong. Cơm này không thể ăn được. Ngươi ăn chậm thôi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Là cô. Là tôi đấy. Các người, cút lại đây, xin lỗi cô ấy cho tôi. Còn không lại đây? Cần tôi ra tay sao? Cô là ai? Sao tôi phải nghe cô? Mắt cô mù à? Vị này là Duẫn đại tiểu thư. Cả Hải Thành này một nửa là của nhà họ. Trung tâm thương mại này là được xây cho Duẫn tiểu thư đấy. Mau xin lỗi cô ấy đi. Cô là thiên kim tiểu thư, thủ phủ Hải Thành sao? Xin lỗi, xin lỗi cô. Duẫn tiểu thư, tôi sai rồi. Tôi có mắt như mù, tôi xem thường người khác. Cút ra. Tần Tình, cả trung tâm thương mại này đều là của nhà tôi. Cô thích gì cứ chọn thoải mái. Không cần đâu, tôi đã mua đồ rồi. Nếu không có gì, có lẽ bây giờ tôi đã mất mạng rồi. Nếu cô thích, trung tâm thương mại này tôi có thể tặng cho cô. Không cần đâu, thật sự không cần đâu. Vậy hay là thế này, bộ đồ trên người cô cứ coi như là quà tôi tặng cô. Cô không được từ chối đâu đấy. Chiếc bánh mì nhỏ của cô đã cứu mạng tôi, còn nhớ chứ? Các người đều bị đuổi việc rồi. Cút ngay. Đừng để ta thấy các người nữa. Duẫn tiểu thư, tôi xin cô đấy. Tôi còn cha mẹ già con thơ, cả nhà trông chờ vào tôi. Tôi xin cô tha cho tôi. Duẫn tiểu thư, xin cô rủ lòng thương xót chúng tôi. Xin cô tha cho chúng tôi. Còn chưa cút sao? Hay là hai người ở lại Hải Thành chơi vài ngày, tôi dẫn hai người đi chơi cho đã. Mẹ có được không? Được chứ. Tần Tình. Tần Tình. Tần Tình. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, tinh thần bị kích động. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Được. Trung, dám giúp Mạc vô thương thì nhặt xác con mình đi. Người có biết đông doanh khôi lỗi cổ không? Bây giờ nó đang ở trong người con gái ngươi. Tần Nương, con gái ta bị người ta hạ cổ trùng. Cái gì? Kẻ hạ cổ trùng con gái ta có thể dùng cổ thuật để khống chế con gái ta. Loại cổ thuật này ta chỉ thấy ở Đông Dương. Chuyện này xảy ra khi nào? Khi chúng bắt cóc con gái ta đã ra tay, muốn ngăn cản ta giúp Mạc vô thương. Trong vòng 7 ngày, nếu không có thuốc giải,
con gái ta sẽ bị vạn trùng xuyên tim mà qua đời. Đáng ghét. Tần nương, cần ta làm gì? Khoảng thời gian này ta phải đi xa, người giúp ta chăm sóc Tần Tình. Tần nương, người cứ yên tâm, ta sẽ phái người ngày đêm canh giữ tiểu thư. Con gái tôi mà thiếu một sợi tóc, người tự lấy đầu mình đến gặp ta. Vâng. Lập tức phái người đến bệnh viện. Đừng mở cửa, bọn chúng đang đuổi theo tôi. Mau mở cửa, cút ra đây. Trương Thiên Kiêu, thích khách Đông Dương, cứu tôi. Tôi bị thương rồi. Cô xem kìa, bọn họ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bôi thuốc xong thì đi đi. Cảm ơn. Đau quá. Hay là cô giúp tôi bôi thuốc đi. Chân này của tôi cũng bị thương rồi. Tôi cũng là phụ nữ. Cô dụ dỗ nhầm người rồi đấy. Ai nói phụ nữ không thể thích phụ nữ? Tỷ tỷ đẹp như vậy, khó mà không khiến người ta động lòng. Cô thích phụ nữ sao? Phải. Tỷ tỷ thật đẹp. Muội cũng rất xinh đẹp. Tỷ tỷ sao lại tránh muội? Đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi nói xem. Từ lúc ngươi bước vào cửa, ta đã ngửi thấy mùi hôi thối của dịch dung thuật rồi. Quả nhiên là Tần tôn sư. Chỉ chút dịch dung thuật mà cũng muốn đến gần ta sao? Suýt chút nữa là ta thành công rồi. Rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Ngươi đừng xen vào việc của ta, thì ngươi và con gái ngươi sẽ an toàn. Có thể ngăn cản ta giúp Mạc vô thương, chỉ có thế lực Đông Dương. Dám hạ cổ trùng con gái ta, cũng chỉ có các ngươi. Muốn cứu con gái ngươi, thì hãy lấy mạng ngươi ra đổi. Ngươi đã sớm nhận ra ta, tại sao còn thả ta vào đây? Đại hạ chúng ta có câu gọi là tương kế tiểu kế, ngươi từng nghe chưa? Muốn kết liễu bản thân không dễ vậy đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi thôi, giữ ngươi lại còn có ích. Tình hình hiện tại thế nào? Bọn tội phạm vẫn còn hoạt động ở biên giới, quấy nhiễu sự yên bình của biên cương. Nhiều thôn xóm đã bị chúng cướp phá. Theo tình báo, ngày mai sẽ có một nhóm tội phạm tập kết đến đây. Bao nhiêu người? Khoảng 10 người. Đều là những kẻ liều mạng. Giá mà sư phụ ở đây thì tốt rồi. Bà ấy ra tay là thích hợp nhất. Nghe nói có người tìm tôi. Sư phụ, ta không đến muộn chứ? Việc của người đã xong rồi sao? Vậy trong số thế lực Đông Dương mà các người đối phó, có gia tộc Mặc Ảnh không? Có. Sao người biết? Gia tộc Mặc Ảnh là cao thủ cổ thuật Đông Dương. Bọn chúng đã hạ cổ trùng con gái ta. Trong vòng 7 ngày, nếu không tìm được thuốc giải, con gái ta sẽ... Một lũ súc sinh,
bọn chúng muốn dùng mạng sống của con gái ta để ngăn cản ta giúp ngươi. Hèn hạ, thủ lĩnh hiện tại của thế lực Đông Dương tên là Tá Đẳng Chân. Tên này làm nhiều điều bất chính, gian xảo quỷ quyệt. Tá Đẳng Chân, sư phụ, người có quen hắn không? Nhiều năm trước, khi đi làm nhiệm vụ, ta đã tha cho hắn một mạng, không ngờ bây giờ lại thả hổ về rừng. Lần này có người ra tay, chắc chắn sẽ tóm gọn hắn, diệt trừ Tá Đẳng Chân thì thế lực Đông Dương tự nhiên sẽ tan rã. Vị mỹ nữ này là thuật dịch dung của Đông Dương. Hắn là nam, do Tá Đẳng Chân phái đến lấy mạng ta. Trên thế gian này chưa ai có thể lấy mạng sư phụ ta. Đúng là tự tìm đường xuống địa ngục. Ta đã thất thủ rồi, muốn đánh muốn chém cứ tự nhiên. Xử ngươi thì quá hời cho ngươi rồi. Nam giả nữ, huynh đệ của ta chưa từng thấy qua. Cho mọi người mở mang tầm mắt. Ngươi xử ta, nhưng ngươi không được sỉ nhục ta. Nghe nói người Đông Dương biến thái, thích kiến của đàn ông, rồi nuôi như phụ nữ, đào tạo thành sát thủ đỉnh cao. Thì ra là vậy. Ngươi mới bị thiến. Ta không bị thiến, ta vẫn là đàn ông. Áp giải xuống, bức cung hắn khai ra tung tích của Tá Đẳng Chân. Đừng hòng. Người buông ta ra, người buông ta ra. Sư phụ, mai sẽ có một đám người vi pháp đến gặp Tá Đẳng Chân. Đây là cơ hội để chúng ta tóm gọn họ. Giao cho ta, nợ của con gái ta, ta phải tính sổ từng đứa một. Cảm vi đài, biên giới đại hạ. Tá Đẳng Chân, đầu sở tổ chức Đông Dương. Tốt, tốt. Mặc Ảnh Không, cao thủ cổ thuật Đông Dương. Sự việc làm đến đâu rồi? Hiện tại Trương Thiên Kiều vẫn chưa có tin tức. Không có tin tức, vậy chính là tin xấu. Thất bại cũng không sao. Con gái của Tần Lăng Nguyệt đã bị ta hạ cổ trùng. Tốt lắm, cô ta quá lợi hại. Năm đó nếu không phải ta lợi dụng lòng thương người của cô ta, ta hiện đã là ma dưới đất rồi. Vợ ta có thai rồi, là con gái. Tôi cầu xin cô, con gái tôi không thể sinh ra mà không có cha. Phải, tôi cũng đã nếm trải sự lợi hại của cô ta. Cô ta đối với người Đông Dương chúng ta luôn luôn ra tay, không chút lưu tình, giống như Diêm Vương sống vậy. Đặc công của đại hạ không phải hạng tầm thường. Yên tâm, có con gái cô ta làm con tin. Chỉ cần cô ta dám giúp Mạc Vô Thương đó, ta sẽ lấy mạng con gái cô ta. Chuyện của ngươi tiến triển thế nào rồi? Đàn bà ba phố hai ngõ đều bị anh em cướp hết rồi. Đợi bán ra nước ngoài, chúng ta lại có thể kiếm một khoản lớn. Lên đi, đi. Nhanh lên. Đi. Đến rồi, đến rồi. Mở hết ra, xem là hàng gì. Lô hàng này được đấy. Phải, khá tốt. Sao lại nhiều hơn một người? Cái này, mở ra. Hai
hai vị, lâu rồi không gặp. Tần Lăng Nguyệt, sao lại là cô? Sao nào? Ta không được đến đây sao? Còn ngây ra đó làm gì? Lên cho ta. Lũ vô dụng, cút hết cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đây. Ngươi dám hạ cổ trùng con gái ta, ngươi dám sai người lấy mạng ta. Hai tên khốn Đông Dương các ngươi, tại biên giới đại hạ ta ngang nhiên hoành hành, gian dâm cướp bóc. Hôm nay chính là ngày tử của các ngươi. Chỉ một mình ngươi, có phải quá coi thường bọn ta rồi không? Người đâu? Lên cho ta. Nếu ngươi còn dám động, con gái ngươi chắc chắn sẽ mất mạng. Giao thuốc giải ra, cho ngươi được ra đi tử tế. Thuốc giải ở đây. Nếu ngươi dám động, ta sẽ đập vỡ nó. Được, ta đứng yên. Tần Lăng Nguyệt, quả nhiên con gái của ngươi mới là nhược điểm của ngươi. Tá Đằng Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Tá Đằng Chân, nhiều năm trước mạng của ngươi là do ta tha cho. Hiện tại ta muốn lấy lại nó. Tần Lăng Nguyệt, ngươi không phải ẩn cư rồi sao? Sao lại nói mà không giữ lời? Đàn bà, chính là như vậy. Ngươi, ngươi ở biên cương đại hạ hoành hành ngang ngược, tội ác tày trời. Ta sẽ bắt ngươi trả nợ máu. Khoan đã, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có lời muốn nói. Chúng ta liên minh, kiếm tiền, kiếm tiền. Sao? Ngươi cũng có ý nghĩ như vậy? Nói nghe thử xem. Chúng ta đem những người bị bắt, đứa lớn, bán ra nước ngoài, 1 triệu một người. Còn những đứa nhỏ, giữ lại làm công cụ cho chúng ta, làm việc cho chúng ta. Sẽ không ai biết đâu. Tiếp tục. Ngươi có biết những người này sau khi bị mổ xẻ đáng giá bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 5 triệu. Những đứa càng non nớt càng đáng giá hơn. Bọn họ đều là những người sống sờ sờ đó. Bọn họ sống cũng đau khổ. Bọn họ theo ta, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, có mất mạng cũng đáng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ ngươi xuống tầng mấy của địa ngục mới đủ chuộc tội. Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi xuống tầng 100 cũng khó chuộc tội. Ta sẽ đưa hết số tiền ta kiếm được cho ngươi, ngươi và con gái ngươi ra nước ngoài sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Tiền của ngươi hãy giữ lại mà tiêu dưới địa phủ đi, đồ khốn. Ta hợp tác với ngươi là coi trọng ngươi lắm rồi, đừng có không biết điều. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ súng sao? Ngươi không sợ súng, nhưng ngươi sợ viên đạn trong súng. Ngoài 3 bước thì súng nhanh, trong 3 bước thì kim châm nhanh hơn. Ngươi có tin ta nhắm mắt cũng có thể lấy mạng ngươi? Gần đất xa trời rồi mà ngươi còn cứng miệng. Băm ngươi ra cũng không hả giận. Con gái ta bằng tuổi con gái ngươi, nó không thể không có cha. Lần này ta sẽ không mắc lừa nữa.
Nào bảo bối. Nôn ra là được rồi. Nôn ra thì bệnh của con sẽ khỏi thôi. Thật sao? Thật. Chúc mừng tiểu thư. Tần nương vì ngươi mà đã trải qua muôn vàn khó khăn. Mẹ ơi, mẹ không bao giờ rời xa con nữa. Vô Thương, thế nào rồi? Tá Đẳng Chân và Mạc Ảnh Không đã đi đời. Nhóm tội phạm Đông Dương đó đều giải tán hết. Tốt lắm. Tình Tình, mọi thứ đã kết thúc, chúng ta có thể về nhà. Thật hả? Thật. Tốt quá đi, nhà hàng họ Tần cuối cùng cũng khai trương lại rồi. Các người muốn làm gì? Đi, thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Là các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Hai mẹ con các ngươi, đừng tưởng một tên đô đốc thật sự có thể bảo vệ được các ngươi đó chứ. Con nhỏ này cũng khá non đấy. Dám cắn ta. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Lên đi, tới đây. Ta muốn thử xem sao. Hôm nay ta sẽ chơi ngươi. Triệu Thanh Châu, hắn ta có thể làm gì được ta? Tới đi. Mẹ ơi, kêu mẹ cũng vô dụng. Mẹ ngươi tới đây, vẫn phải bị mấy anh em chúng ta chơi thôi. Các ngươi giữ chặt nó lại cho ta. Khoai môn gì cũng hết rồi. Nhớ nhé, còn có sườn giam và da heo. Nhớ nhé, nhớ đấy. Alo, con cưng. Mẹ, con không còn trong sạch nữa. Con không còn trong sạch nữa. Tình Tình, con ở đâu? Tình Tình, mẹ đến rồi. Tình Tình, con ở đâu? Tình Tình. Tình Tình. Tình Tình. Là mẹ đây, là mẹ đây. Đừng sợ. Tình Tình, con tỉnh rồi. Đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Là mẹ mà. Là mẹ mà. Là mẹ. Mẹ. Nói cho mẹ biết, ai làm vậy? Chúng ta không đấu lại họ được.
bọn họ có tiền, lại còn có thế lực. Dù là ai, mẹ cũng phải bắt chúng trả giá gấp trăm lần. Con đã mất cha rồi, con không thể mất mẹ nữa. Sẽ không đâu, sẽ không đâu con. Nói cho mẹ biết, chúng là ai. Mẹ, gọi mẹ cũng vô ích. Mẹ ngươi tới rồi, vẫn phải để mấy anh em chúng ta chơi. Con nói với mẹ đi, đừng. Nói với mẹ, đừng. Con không. Tần nương, cha được rồi. Là Cao Đình Văn, chính là đám người lần trước đến quán của cô gây rối đó. Hơn nữa, nói bọn chúng thay phiên nhau hành hung tiểu thư Cao Đình Văn. Nhà họ Cao ở đâu? Ở ngoại ô phía bắc thành phố. Tần nương, hôm nay là ngày anh trai của Cao Đình Văn, Cao Đình Võ, thăng chức lên tổng đốc kinh thành. Nhà hắn có không ít quan lại đến dự, hay là nhờ tướng quân giúp đỡ, tôi tự giải quyết. Anh nói cái gì? Chúc mừng Cao gia chủ, Đình Võ công tử nhà ngài thăng chức tổng đốc. Sau này ngài phải quan tâm nhiều hơn nhé. Hôm nay dẫn các vị đến đây để gặp Đình Võ. Lát nữa các người phải thể hiện cho tốt đấy. Vâng, tổng đốc đại nhân khi nào tới? Gấp gì, sắp tới rồi. Cao Hoành Thiên, gia chủ Cao gia. Nói thật nhé, con đàn bà này non thật đấy. Biết trước thế này thì bọn ta đã mang nó xuống hầm rồi. Chơi từ từ, đáng lẽ phải làm thế. Cao Đình Văn, ra đây chịu tội đi. Ngươi là ai? Đồ điên ở đâu tới đó? Cút. Là ngươi sao? Không ở nhà mà chơi với con gái ngươi. Chạy tới đây làm gì? Ta đến Cao gia chỉ vì hai việc. Thứ nhất, giết các ngươi. Thứ hai, hủy diệt Cao gia các ngươi. Cái gì? Không nghe rõ. Hôm qua có Triệu Thanh Châu, ta không dám làm gì ngươi. Hôm nay là ngươi tự chui đầu vào lưới. Người đâu? Đình Văn, con đàn bà này là ai vậy? Cha, chỉ là một con đầu bếp thối không biết điều thôi. Yên tâm, con lo liệu. Tống cổ bà ta ra ngoài cho ta. Bà già, lúc trước bằng lòng cho con gái bà ra hầu rượu chúng tôi thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Đáng đời. Quả thật là lỗi tại tôi. Giá mà lúc trước tôi lấy mạng các người thì con gái tôi đã không gặp chuyện. Đáng sợ quá đi.
Tôi thích chơi con gái bà đó. Bà làm gì được tôi? Ra tay. Lũ phế vật. Hôm nay là ngày trọng đại của Cao gia chúng ta. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Ngươi muốn làm kẻ thay thế sao? Anh trai ta sắp về rồi. Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ cho ngươi ra đi không chỗ chôn. Ngươi không đợi được hắn đâu. Lên, xông lên. Lão tử sẽ không tha cho ngươi. Đừng vội, sắp đến lượt ngươi rồi. Những khổ sở con gái ta phải chịu, ta phải bắt các ngươi trả gấp bội. Tới lượt ngươi rồi. Cha, các ngươi đừng đứng nhìn nữa, mau giúp ta. Ta gọi các ngươi đến chỉ để nhìn con trai ta bị làm nhục thôi sao? Cần các ngươi để làm gì? Lên, còn ngây ra đó làm gì? Con mụ kia dám động đến nhị thiếu gia Cao gia chúng tôi, chính là đối đầu với tứ đại gia tộc chúng tôi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đừng nói là hạng phế vật như các ngươi, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không cứu được hắn. Trưởng Nam Cao Đỉnh Võ của ta là tổng đốc do thượng tướng quân đích thân bổ nhiệm. Ngươi dám động đến chúng ta, hôm nay không ai cứu được hắn đâu. Ta nói được làm được. Ngươi làm nhục con gái ta. Làm gì đó? Tất cả dừng tay cho ta. Cao Đỉnh Võ, đại thiếu gia Cao gia. Đỉnh Võ, chính là con đàn bà này. Cô ta muốn hủy hoại Cao gia chúng ta. Vâng, thưa tổng đốc đại nhân. Chính là bà ta. Được lắm, tiện nhân. Ngươi dám động đến em ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi tan xương nát thịt. Áp bức dân lành, làm điều phi pháp, không đáng sống. Ta động rồi đấy. Thì sao? Con trai, đồ đàn bà khốn kiếp, hôm nay người tiêu đời chắc rồi. Đồ hỗn láo sắc sược. Tổng đốc đại nhân, bị đánh bại chỉ trong một chiêu, thật không thể tin nổi. Đình Võ, con không sao chứ? Người rốt cuộc là ai? Người cũng xứng hỏi ta sao? Người đâu? Xử bà ta ngay tại chỗ cho ta. Chuẩn bị. Bắn. Dừng tay. Tần Nương, ta muốn xem hôm nay ai dám động đến Tần Nương. Triệu Thanh Châu, anh trai ta đã về rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Triệu Đô Đốc, ta là do đích thân Mạc tướng quân phong làm Thượng Kinh tổng đốc. Luận chức quan, ta lớn hơn ngươi. Ta xem hôm nay ngươi cản ta thế nào. Huynh, huynh phải trả thù cho đệ đó.
Chuẩn bị. Bắn. Ta xem ai dám. Thượng tướng quân đại nhân, tham kiến Mạc tướng quân. Vị này là tướng quân Trấn Quốc, còn có tướng quân Hộ Quốc. Mạc tướng quân, nữ nhân này dám quấy rối Cao gia ta. Ta là người của ngài mà. Nàng ta làm vậy rõ ràng là không nể mặt ngài. Đúng vậy, thượng tướng quân. Đình Võ luôn trung thành với ngài, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Thượng tướng quân đại hạ Mạc Vô Thương, bái kiến sư phụ. Chuyện gì đây? Thân phận tổng đốc thị vệ của ngươi là ta ban cho, cũng dám trước mặt sư phụ ta làm càn quấy. Chuyện của Cao gia ta nhất định tự mình giải quyết. Cao Đình Văn, huynh định làm gì? Đồ khốn nạn, huynh tại sao lại chọc giận Tần Nương? Huynh, người muốn xuống mộ ta không cản, nhưng đừng liên lụy Cao gia. Tướng quân, xin hãy cho chúng ta một cơ hội. Ta đã biết sai rồi, về sau không dám nữa. Còn ai nữa chọc giận sư phụ ta? Tướng quân, còn bọn chúng nữa. Triệu Thanh Châu, theo luật lệ mấy tên này nên xử lý thế nào? Cung hình. Huynh, đừng mà. Huynh, cứu ta với. Cứu với. Ta không muốn làm thái giám. Tần Nương, ta sai rồi. Tha thứ cho ta đi, ta sai rồi. Trẻ con nhận lỗi mới có ích. Người lớn rồi thì phải phạt. Cút. Không. Đừng mà. Không. Thả ta ra. Không. Đừng mà. Tịch thu tài sản của Cao gia, toàn bộ vật tư của Cao gia đưa ra tiền tuyến làm vật tư tác chiến, toàn bộ người của Cao gia đưa ra biên giới tiền tuyến. Mang đi. Không, đừng. Đừng mà. Đừng mà. Là mẹ có lỗi với con. Bẩm đại tiểu thư, sự việc diễn ra như thế này. Tá Đẳng Lan, con gái của Tá Đẳng Chân, thằng vô dụng chỉ giỏi làm hỏng việc, giao cho mày làm việc lại tự chuốc lấy thất bại thảm hại, đồ phế vật. Đại tiểu thư tha mạng, ngươi lấy mạng tạ tội đi. Xử lý sạch sẽ. Tần Lăng Nguyệt, lấy mạng cha ta, diệt tổ chức của ta.
Ta phải lấy mạng ngươi. Hai người canh gác bên ngoài cho kỹ, những người còn lại canh gác chỗ khác. Nếu còn để xảy ra sơ suất, kinh động đến Tần Nương và Tần Tình, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Dạ. Tần Tình. Thanh Châu thúc thúc. Mẹ, Thanh Châu thúc thúc đến rồi kia. Thanh Châu, sao ngươi lại đến đây? Ta đến mời ngài xuất sơn, tiếp tục cống hiến cho quốc gia. Đây cũng là ý của Mạc tướng quân. Ta chỉ đến dọn đường trước. Lát nữa, Mạc tướng quân sẽ đích thân đến. Hơn nữa, lần này đến đây, ta còn mang cho ngài một món quà đặc biệt. Quà gì mà đặc biệt vậy? Món quà gì đặc biệt đến thế? Đây. Đây là huân chương danh dự của ngài đó. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ta không quên. Vậy thì ngươi yên tâm đi, ta đã hứa với Vô Thương sẽ không làm khó ngươi. Tốt, ta sẽ về bẩm báo với tướng quân ngay. Thúc thúc, hay là thúc ở lại dùng cơm rồi hãy về? Cũng được, chi bằng cùng nhau dùng cơm rồi hãy về. Dùng cơm. Đây là bữa cơm cuối cùng của các ngươi. Dám lấy mạng người của ta, thật là coi trời bằng vung. Ngươi là ai? Người đến lấy mạng ngươi. Vớ vẩn. Người đâu? Bắt lại cho ta. Giáp hạ, ra đây. Lũ giặc qua, dám làm càn ở đại hạ ta, đúng là chán sống mà. Bắn. Tay không bắt đạn. Ngươi đã đạt đến cảnh giới phi nhân rồi. Người đại hạ xuống địa ngục đi. Lấy mạng cha ta, hủy tổ chức của ta. Các ngươi đều phải mất mạng. Ngươi là con gái của tá Đằng Chân, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Ta, tá Đằng Lan, hôm nay sẽ báo thủ cho cha. Tất cả các ngươi xuống địa ngục hết đi, quỳ xuống sám hối cho cha ta. Tần Nương, nữ nhân này đã phát cuồng rồi, ngài mau đi để ta cản nàng ta lại. Không sao, Thanh Châu, nàng ta nhắm vào ta, cũng phải xem nàng ta có bản lĩnh đó không. Alo tướng quân, chúng ta có chuyện rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Giáp hạ, xử nàng ta, trả thù cho cha ta. Xử. Phế vật. Đồ phế vật, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau lên cho ta. Phế vật, toàn là phế vật. Một lũ vô dụng nuôi các người bấy lâu nay, ngay cả một nữ nhân cũng không hạ được. Vô dụng. Tá Đằng Lan, ngươi vẫn nên chịu trói đi. Cha ngươi là tự làm tự chịu. Không, không, ta không tin. Ngươi lấy mạng cha ta, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Sức mạnh thật lợi hại. Đã đột phá cảnh giới rồi sao? Đây là cửu động thiên. Tá Đằng Lan đã bước vào du thần cảnh.
e là không ai địch nổi. Cái thứ ma quỷ đặc công chi vương gì chứ? Hôm nay ta phải lấy mạng các người, trả thù cho cha. Lấy cái thứ gọi là đặc công chi vương gì đó ra xem nào. Chiêu cáo thiên hạ, tá đẳng lan ta mới là người chí tôn vô thượng của thế gian này. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám xưng vương? Sư phụ, vô thương cứu giá đến muộn, xin người thứ tội. Không sao, còn chưa đủ tư cách đấu với sư phụ ta. Hôm nay hãy để ta thay sư phụ xử phạt, xử quyết tên cuồng đồ này. Tướng quân, đại nhân thậm chí còn hơn ta một bậc, thế mà lại bị tá đẳng lan một chiêu đánh bại. Sư phụ, vô thương vô năng. Nàng ta lâm trận đột phá, bước vào du thần cảnh. Ngươi không phải đối thủ của nàng ta, không cần tự trách. Đây chính là du thần cảnh. Mạnh mẽ như vậy. Tần Lăng Nguyệt, tới lượt ngươi rồi. Đừng lo, sau khi ngươi qua đời, ta sẽ xử hết những người này, đưa họ xuống bầu bạn với ngươi. Mấy hôm trước, cha ngươi cũng cuồng vọng như vậy. Sau đó, ông ta đã mất mạng. Bớt nói nhảm. Thượng thương chi thủ, câu dịch vạn thế. Cha, ta hận, ta thật sự rất hận. Ta đã biết con gái của ngươi chính là điểm yếu của ngươi. Ngươi lấy mạng cha ta, ta sẽ lấy mạng con của ngươi, cũng coi như là vì cha ta báo thù. Cái gì? Tần Tình, Tần Tình, Tần Tình. Tần tiểu thư chúng phải một loại độc kỳ lạ, tên là phong huyết. Bác sĩ đông y, độc này không màu không mùi, nhưng độc tính cực mạnh. Tần nương đã điều tra rõ ràng rồi, là tá đẳng lan phái người hạ độc vào nước của tiểu thư. Tại ta sơ suất. Tần Tình, Tần Tình, độc này quá mạnh, phải tìm được thuốc giải. Huyết Long Tiên, trong vòng 7 ngày có thể tìm thấy loại thuốc này ở đâu? Huyết Long Tiên cực kỳ hiếm thấy. Ta nghe nói Phủ Thiên Đô ở Đan Thành có một cái, nhưng bọn họ e rằng sẽ không dễ dàng bán ra. Vì sao? Nghe nói con trai của họ mắc một chứng bệnh lạ, tìm khắp danh y đều vô dụng, cho nên tuyên bố khắp thiên hạ, nếu ai trị được bệnh của con trai mình thì sẽ tặng cho người đó Huyết Long Tiên. Chuẩn bị xe đưa ta đến Đan Thành. Dạ. Tiểu nhi mắc bệnh lạ, tìm kiếm danh y chữa trị, nếu chữa khỏi nguyện dâng tặng Huyết Long Tiên trị giá 1 tỷ. Còn có chuyện tốt thế này sao? Phần thưởng này không phải nói lấy là lấy được. Nghe nói nếu không chữa khỏi bệnh cho Cố thiếu gia thì phải bỏ mạng lại Phủ Thiên Đô. Sao có thể? Chỉ chữa bệnh thôi mà lại còn mất mạng. Người tưởng? Ta nghe nói rất nhiều kẻ tự xưng là thần y thánh thủ, chuyên gia y học quốc tế vào đó, kết quả vì không chữa khỏi bệnh bị coi là kẻ lừa đảo, phế bỏ tay chân rồi vứt ra ngoài. Ta có thể chữa bệnh này. Cố Trường Khanh, đô đốc Đan Thành, một người phụ nữ xé bảng treo thưởng này làm gì?
chữa bệnh, cứu người. Chữa bệnh không phải trò đùa. Ta nói trước với ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh thật, chỉ muốn đến đây lừa ăn lừa uống, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Hậu quả của ta thế nào không quan trọng, ta chỉ cần ngươi đảm bảo sau khi chữa khỏi cho con trai ngươi, ngươi sẽ thực hiện lời hứa đưa huyết long tên cho ta. Nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho con trai ta, không chỉ huyết long tiên có thể cho ngươi, cả phủ thiên đô này đều mặc ngươi sai khiến, cái đó thì miễn. Ta chỉ cần huyết long tiên. Được, vậy thì mời vào. Con ta thế nào rồi? Mạch của thiếu gia càng lúc càng yếu. Ta cũng hết cách rồi. Kéo ra ngoài. Đừng mà, đừng mà. Đến lượt ngươi. Nếu không chữa khỏi cho con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế nào? Tốt quá rồi. Mau, mau theo ta, mời bà ấy vào. Mục thần y, có ngài ra tay, nhất định có thể giữ được mạng sống của con trai ta. Ngươi là ai? Mục Tinh Tuyết, thần y truyền nhân. Cũng đến để khám bệnh cho con ta. Một bà già như vậy mà còn biết khám bệnh, chẳng phải là lừa đảo đấy chứ? Cô lão, ngài đường đường là đô đốc đan thành, thế mà lại không biết nhìn người như vậy. Đuổi bà ta ra ngoài. Loại rác rưởi như bà ta không xứng với y thánh sư xuất danh môn như ta, cùng chung một phòng. May mà một thần y đến kịp lúc, nếu không kết cục của ngươi cũng như mấy vị vừa rồi. Còn không mau cút đi. Cố trưởng khanh, nếu ta nói ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta, ngươi tin không? Ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi. Nói đùa gì vậy? Người đâu? Kéo ra ngoài. Lão bà cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Hay là chúng ta đánh cược một ván? Cược gì? Nếu hôm nay ta chữa khỏi cho cố thiếu gia, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái thật lớn, rồi tự chặt một cánh tay. Nếu ngươi không chữa được thì sao? Vậy ta mặc ngươi xử lý. Không được, chuyện này không cần nói nữa. Cố lão, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là giúp ta xem kỹ lang băm này, đừng để bà ta chạy. Thần y yên tâm. Tiếp theo, mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Cố thiếu gia mắc chứng dương nhiệt, ta có thể chữa. Tốt quá. Cô ta dùng châm cứu. Đây chính là cửu âm thần châm. Vương lão, cửu âm thần châm là gì? Cửu âm châm pháp là bảo vật mà các bậc thầy thuốc Long Quốc đời đời theo đuổi. Nghe nói có thể khiến người bệnh nguyên khí hồi phục, trăm độc bất xâm, có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Vốn tưởng đã thất truyền từ lâu, không ngờ mục thần y lại lĩnh hội được tinh túy, khiến châm pháp này tái hiện nhân gian. Cố lão, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, bệnh của cố thiếu gia ta đã chữa khỏi. Đa tạ mục thần y. Thần y, ngài vừa thi triển có phải là cửu âm châm pháp không? Không sai, chính là cửu âm thần châm. Lão bà, bệnh của cố thiếu gia ta đã chữa khỏi. Bây giờ ngươi có thể quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi tự chặt một cánh tay rồi chứ. Người thật sự đã chữa khỏi rồi sao? Đương nhiên. Không ổn rồi, cố thiếu gia hắn. Cố thiếu gia hắn không còn mạch nữa rồi. Con trai, không thể nào.
Chuyện này không thể nào. Ta thi triển chính là cửu âm thần châm mà. Cửu âm thần châm. Thật nực cười. Ngay cả bệnh căn ở đâu cũng không biết, liền tùy tiện xuống tay. Quả nhiên là lang băm. Ngươi đừng có giả vờ. Ta không chữa được thì ngươi cũng không thể chữa được. Cố Trường Khanh, còn nhớ lời ta vừa nói không? Ngươi, một bà già vô danh tiểu tốt, dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi cứu con trai ta? Giờ thì tin chưa? Tham kiến Mạc tướng quân. Cố đô đốc, ngài đừng bị bà ta lừa. Bà ta nghèo hèn thế này, bên cạnh chẳng có lấy một hộ vệ, sao bà ta có thể có tướng quân lạnh được? Tướng quân lạnh này chắc chắn là giả. Hơn nữa, Cố thiếu gia đã vô phương cứu chữa rồi, ngay cả sư phụ tôi đến cũng bó tay, chỉ dựa vào bà ta. Người cầm miệng cho ta. Bệnh tình của con trai tôi vốn dĩ không nghiêm trọng đến vậy, đều là sau khi ngươi ra tay mới hoàn toàn bộc phát. Uổng công ta xem ngươi là cao nhân, bây giờ xem ra ngươi chỉ là một tên phế vật. Ngươi, ngươi, cho hỏi ngài là Tần, Lăng, Nguyệt, chẳng lẽ chính là vị sư phụ trong truyền thuyết của Mạc tướng quân, đại vương của Đặc Công, Tần Lăng Nguyệt, Tần tôn sư? Tần tôn sư võ công cao cường, một tay ngân châm có thể hóa mục nát thành kỳ tích, vừa có thể lấy mạng người cũng có thể cứu người. Bọn ta có mắt như mù lại dám mạo phạm Tần tôn sư, bọn ta không đáng sống. Ta sai rồi, vừa mới mạo phạm Tần tôn sư, xin Tần tôn sư tha thứ, chỉ cầu Tần tôn sư nể mặt. Con trai tôi là vô tội, mà xin ra tay cứu nó. Đứng dậy đi, món nợ của ngươi ta sẽ tính sau, đa tạ Tần nương ra tay cứu giúp. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, Cố thiếu gia lúc nhỏ có từng nuốt phải thứ gì không? Ví dụ như dược liệu hoặc là châu ngọc gì đó. Con trai tôi năm 8 tuổi bị rơi xuống một cái giếng cổ, sau khi lên nó cứ nói là đã nuốt một viên ngọc, nhưng lại chẳng tra ra được gì. Ta biết rồi, ta muốn xem ngươi làm sao chữa khỏi một người đã qua đời. Đây, đây chẳng phải là viên Vân Hỏa Châu đã thất lạc bấy lâu nay của phủ Thiên Đô chúng ta sao? Hỏa Châu ngàn năm, quả là một thứ tốt hiếm có. Tuy nhiên, vẫn không nên để trẻ con nghịch lung tung. Đi xem con trai ngươi đi. Nó đã khỏi rồi. Mạch của cậu ấy đã bình thường rồi. Sao có thể như vậy được? Ba, con trai, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Ba, họ là, họ đều là những người ba mời đến để khám bệnh cho con. Đặc biệt là vị Tần tôn sư này, gặp được bà ấy là may mắn của con đấy. Mục Tinh Tuyết, ngươi đi đâu? Tôi sai rồi, tiền bối. Lúc đầu tôi không biết ngài là Tần tôn sư, tôi xin lỗi ngài. Xin ngài tha cho tôi một mạng. Người mạo danh thần y, dùng cái gọi là thần châm để mưu tài hại mạng, còn muốn ta tha cho ngươi. Tên bịp bợm lừa đảo này, theo luật lệ thì nên xử trí thế nào? Phải chịu hình phạt ngàn vết thương. Đừng mà, người đâu? Kéo ra ngoài. Đừng mà, đừng mà. Cứu mạng, cứu mạng. Con trai của ngươi bây giờ đã được chữa khỏi, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Tại hạ nguyện đem toàn bộ tài sản của phủ Thiên Đô giao cho tôn sư xử lý. Ta không muốn mấy thứ này, ta muốn huyết long tiên. Người đâu? Mau đem huyết long tiên lên đây. Ta nghe nói huyết long tiên sản sinh ở nơi sâu thẳm nhất của Nam Hải, 100 năm mới có một cái.
quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn sư, xứng với thần dược, cũng chỉ có ngài mới xứng đáng sở hữu thần vật này. Đa tạ. Mẹ, con bị gì vậy? Con bị trúng độc, đã hôn mê 3 ngày rồi. Vừa rồi mẹ đã cho con dùng thuốc giải, con không sao rồi. Mẹ, đừng khóc nữa, sẽ không còn ai bắt nạt con nữa đâu. Mọi chuyện sau này cũng sẽ ổn thôi. Mẹ, sau này con cũng muốn giống như mẹ, trừ gian diệt bạo, bảo vệ người dân, bảo vệ tổ quốc, là người có ích cho xã hội.